Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Đè nặng bên lòng trước bệnh tình của mẹ, vay mượn trả dần rồi lại vay mượn, cuộc sống xoay dần trong sự bất lực của gia đình anh khi cái nghèo đeo thêm bệnh tật. Mà lúc mà mẹ em bệnh á thì cái gia đình mình lúc đó khó khăn như thế nào? Mẹ em phát bệnh khoảng năm 2014, nhưng mà tới thật sự mà điều trị thì tới năm tháng 7 năm 2015. Thì nhà thì nói chung là không có tiền của gì nhiều, đa số là đi vay mượn không à. Người ta cũng thương, người ta cho vay được 2 lần. Lần đầu thì 15 triệu, còn lần 2 thì lúc mẹ phát bệnh nặng á là phải vay tới 30 triệu. Là tổng cộng là phải 45 triệu rồi. Bác sĩ chỉ định làm quá trị á, là bác sĩ nói là mỗi một lần quá trị như vậy, một toa thuốc như vậy là đóng là khoảng 4 triệu. Thì lần đầu thì cũng về mượn ở xóm chút đỉnh. Lần đầu thì mượn, và lần thứ hai thì cũng cóp được, đi được lần thứ hai. Lần thứ ba thì bắt đầu từ đó về sau là toàn là đi vay không. Bắt đầu tất cả các xét nghiệm á, là hồi mấy năm, lần đầu tiên mẹ phát bệnh á, là toàn là nói chung là không có bảo hiểm. Toàn là mình đi tư là tiền CT, siêu âm rồi là toàn là mình chịu tiền hết. Như vậy thì cái tiền vay đó mình sử dụng khoảng một bao nhiêu là hết? Là cho tới vô quá trị được 2 lần 3 lần là lúc đó là hết rồi. Vậy là mình vay 45 triệu nhưng mà mình điều trị thời gian ngắn là hết rồi. Và lúc sau là gia đình mình xoay sở làm sao nữa?
thì cũng tích cóp rồi thêm đi vay mượn ở ngoài thêm. Vay như vậy là vay cái gì em? Vay nóng luôn hả? Dạ. Thì mình đóng lời thì em với cha thì đi làm thì có tiền để mình đóng lời cho người ta. Rồi mình vay nóng hết bao nhiêu? Vay nóng thì tùy theo lần, có lần đi vay 4-5 triệu, 5-10 triệu. Đó, vậy mình xin người ta, nếu mình đóng lãi không được thì mình xin người ta mình góp. Do hết phát đồ một á, thì bác sĩ nói là nó chỉ co cụm lại đó thôi, còn nằm ở đó thôi, nhưng mà không hết hẳn. Chỉ hàng tháng phải lên để kiểm tra, thì cũng mong là cho mẹ khỏi bệnh. Chứ thấy mẹ tội nghiệp quá. Còn con thì cho mẹ khỏe thì con cái mừng hết. Tại vì mình sống là không đâu có của cải sẵn đâu, cứ mà ngày nào thì ăn ngày nấy vậy đó, ngã xuống bệnh rồi lớp dai trong rồi lớp dai ngoài, lớp nhà nước lớp dai ngoài, cho nên là bây giờ cũng còn mất nợ cũng nhiều lắm. Trễ quá nó mới tới thời kỳ giai đoạn 3, tại thấy không có tiền rồi thôi kệ đi, mới mốt bằng có tiền đi. Cứ tính vậy hoài tới lên tỉnh thì bác sĩ nói là tới giai đoạn 3 rồi. Nó đau nhức dữ lắm cô ơi, đau nhức dữ lắm. Rồi tới chừng mà lên trển thì vô to thuốc một là vất vả, tưởng chết. Sao vượt qua được thứ hai, thứ ba, thứ tư, tới to thuốc thứ sáu thì đỡ đỡ. Nhưng mà bác sĩ mới vừa rồi đi nay là gì 2 tuần đó, bác sĩ nói là hạch vẫn còn. Không ruộng đất, không nghề nghiệp, quanh năm đặt lờ tôm, làm thuê, làm mướn. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cuộc sống của gia đình anh Lê Công Pha ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Gò Công Đông vẫn chưa thể thay đổi. Anh vẫn phải lo chi phí hàng ngày cho 4 người con. Gần 1 năm qua, anh phải chạy dại ngược xuôi chăm lo cho người vợ mình. Chị Nguyễn Thị Xuân Thủy bị ung thư hạnh. Cô cũng đại diện nhóm nhân ái của Trà Gạo hỗ trợ cho gia đình, cho cô một số tiền để cho cô lo trị bệnh ha. Bé Hai xe tải Học Lạc 300, Lê Thị Sứ ấp Bắc 200, Tú Y Minh Dương Thị Linh Trần Hưng Đạo 100, Quệ Đức Tân Thuận Bình 100 gửi cho em trị bệnh. Chị đại diện cho nhóm nhân ái Vĩnh Kim, chị em đóng góp chút ít tiền cho con trị bệnh nha. Tôi đại diện nhóm nhân ái Bằng Long gửi cho chút tiền để cho cô trị bệnh. Cô xin đại diện cho nhóm Tình Thương Hương Sen, xã Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang. Đại diện cho nhóm tặng cho cô 5.250.000 số tiền để trị bệnh nha cô. Hay là bà. Nhóm Hương Sen Đông Hòa tặng cho đỉnh tiền để trị bệnh. Quà tặng cho chị cái câu thơ định tỉnh. Tổ từ thiện Hồng Lạc. Hay tin gia đình gặp khó khăn, tôi có vận động số mạnh thường quân được số tiền là trên 3 triệu. Tôi xin thay mặt tổ từ thiện để trao cho gia đình để tiếp tục điều trị bệnh. Cũng có chút đỉnh để lo trị bệnh nha cô. Tặng chúc chị mau lành bệnh nha. Tặng cho cô mau lành bệnh nha cô. Giúp đỡ cho gia đình, chia sẻ với em chút đỉnh để trị bệnh. Gia đình chúng nhiều khởi sắc tốt hơn. Nhóm anh thì cũng dưới tâm lòng nhà gái đến gửi cho chú Thiếm 3.250.000 để mà trị bệnh cho Thiếm. Trị bệnh mau hết là bệnh nha chị. Ngọc Lệ cho 250 cái gạo với Nguyễn Thị Phượng và công tay cho 500. Ngọc Lệ 500. Tiền ớt gửi cho 200 ha, nghe cho em 200, Yến 200, chị Nam Hương 100, Vũ Hoàng Lâm 100, chị Sáu Tiếu 100, gái bán tiệm 100, Yến Linh 100, với Tám Ngộ 100, Mai Quyện 100, Tư Cung 100, với gia đình anh Kim Hương cho 600 nha. Nguyễn cho 200, gán hết bệnh nha em. Nhóm từ thiện chợ Tân Bình có số tiền 950.000 gửi cho em trị bệnh ha. Tiền gửi đến chị trị bệnh. Đưa tiền hết đó. Chị đại diện cho nhóm từ thiện của xã Bình Phục Nhất quyên góp được 3.700.000 với 60 kg gạo gửi em trị bệnh. Chị Bảy Xíu cho 20 kg gạo,
nhà máy Tám Sinh cho 10 kg gạo, Phan Phước Tiến 10 kg gạo, Phan Phước Lộc 10 kg gạo, Hiếu Nghi 10 kg gạo với Út Bánh Mì cho phần quà trở cho vợ chồng. Chị đại diện nhóm Phước Thiện của Trời Gạo gửi tặng gia đình một phần quà. Cái hội của câu lạc bộ ấp Tân Lợi Sáng Thế hỗ trợ cho 1 triệu cho bệnh nhân giúp. Chị Thảo ở phường 2 gửi chị 200, em gửi chị 200 trị bệnh, cho em gửi sổ chuỗi cho chị. Nhớ điện Phật các chị. Nhóm Hương Thiện theo thay mặt các chị em ở Chành Trị, chợ Mỹ Tho gom góp được số tiền là 1,7 triệu gửi cưng đi trị bệnh ha. Đại diện nhóm Nhân Ái Mỹ Tho sao cho chị số tiền ha. Rồi chị trị bệnh cho mau hết bệnh nha chị. Chị đại diện dạ nhóm Cảng Cá gửi cho em số tiền 5 triệu. Nhóm Nhân Ái Bình Trưng có số tiền 1,25 triệu gửi cho gia đình em ha. Còn này là cô Năm Tổ Hai Mình Đức 100, Linh Hải 50, Giá Lớn Mắn Cá 50 với tiệm điện thoại Minh Phước 100. Cũng gửi chị cái bao thơ để trị bệnh thuốc men mau lành bệnh. Vì thay mặt cho nhóm Từ Tâm chợ Mỹ Tho ha, chị em có đóng góp số tiền trao cho con trị bệnh ha. Anh chị em Thiện Sáng Ngọc Tường gửi cho con 900 ngàn để lo thuốc men cho con. Gia đình tôi có chút tiền nhỏ để tặng cho cô để trị bệnh. Tám đại diện bạn xem đài gửi 10,200,000 cho gia đình. Với lại gia đình 8 phút gửi chút đỉnh tiền của chữa bệnh nha. Tôi đại diện cho nhóm Tình Thương với anh chị em gần xa đóng góp để giúp đỡ cho cháu số tiền trị bệnh. Với cô Hồng Thu gửi 100, Kim Tiến gửi 100, Dì Quang gửi 100, Phạm Thị Lan 50, gửi cô Hồng Hồ. Doanh nghiệp Sơn Tuyền gửi tặng cho gia đình 1 triệu. Dạ. Với đây của Đăng Phúc cũng gửi 500 để... Đại diện nhóm Nhân Ái Thái Sơn gửi đến chị số tiền là 2,3 triệu, chúc chị mau lành bệnh. Nhóm từ thiện của phường Tân Long gửi số tiền cho em trị bệnh, cho mau hết bệnh nha. Đỉnh tiền gửi cho cháu đi trị bệnh cho mau hết. Nhóm Phật tử Chùa Trường Xanh có đóng góp chút đỉnh gửi cho cô trị bệnh. Với tôi có một phần quà này. Chị cũng đại diện cho nhóm Phật tử Chùa Phú Thới, huyện Tân Phú Đông đến đây để thăm bệnh em, với cho tặng cho em số tiền để trị bệnh. Hồng Sương Tập Quán Phú Tân cũng tặng cho em số tiền để trị bệnh. Thì em cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng cho chị. Tất cả những nhà hảo tâm của chợ Long Tiên, xã Ba Dầu coi như là cho chị số tiền là 1,2 triệu để chị chữa bệnh. Hôm nay tôi đại diện cái tổ từ thiện xã Tâm Bình tặng cho anh chị 4,6 triệu. Hôm nay em đại diện cho nhóm thiện duyên gửi cho anh chị là 2,9 triệu. Chị đại diện nhóm có chút quà gửi đến cho em để trị bệnh nè. Rồi thì em cũng đại diện nhóm có món quà tặng cho anh chị để trị bệnh. Căn bệnh ung thư hạch quái ác đã cướp đi toàn bộ sức lực của người mẹ ở tuổi 32. Nỗi đau đớn về thể xác và nỗi đau đớn về tinh thần cứ ngày một dằn chặt người cha, người mẹ trong gia đình này. Trẻ con vô tư. Nỗi đau này chỉ có người lớn mới thấm thía và cảm thương đến xót xa. Con gái Lê Thị Kim Uyên, 8 tuổi, học giỏi. Con gái Lê Thị Kim Yến, ngoan ngoãn. Nỗi khổ tâm in hằn trên hình hài, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt buồn của những người cha, đôi mắt lo âu của người mẹ. Trong tình cảnh nhà nghèo, túng quẫn lại chướng thêm bệnh tật. Những hỗ trợ kịp thời hôm nay giúp cho họ vượt qua những khổ cực đớn đau hiện tại. Một ánh mắt nhìn chia sẻ, một cái nắm tay hôm nay sẽ mãi là dư âm trong cuộc sống của họ. Chính hình ảnh hôm nay cho thấy tình người vẫn luôn ngời sáng.
xin giới thiệu với các nhà hảo tâm và giới thiệu với gia đình của chị Thủy thì hôm nay có sự hiện diện của ông Nguyễn An Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Chương trình địa chỉ nhân đạo của đài truyền hình Tiền Giang cùng các nhà hảo tâm hôm nay đến chia sẻ với gia đình của mình là hơn 93 triệu đồng. Xin trao cho gia đình để chị Thủy được tiếp tục điều trị bệnh. Xin trao cho chị ạ. Trước hết con xin cảm ơn đài truyền hình Tiền Giang và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho con số tiền để trị bệnh, con xin cảm ơn. Tôi thay mặt ủy ban dân xã tôi cũng xin chân thành cảm ơn đài truyền hình Tiền Giang tạo điều kiện để mà cho các mạnh thường quân đến để có cái ủng hộ. Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục địa chỉ nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.